đất nước yên bình trong vòng tay yêu thương. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng. Dạ em xin mến chào cô chú anh chị. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 7, em có lên được hai phôi mai cũng rất là đẹp. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được cô chú anh chị ủng hộ em nha. Kính chúc cô chú anh chị có một buổi tối xem clip thật vui vẻ. Chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe, bình an đến với tất cả cô chú anh chị trong cái thời gian dịch này nha. Rồi cây này là cây số 1 của ngày hôm nay, một cây mai trực lắc nha cô chú anh chị. Nói chung là đế được một mặt, đế bên này thì hơi yếu cô chú anh chị. Nhưng cây trực lắc rất là đẹp, cốt cành nói chung có sẵn cũng rất là mau chơi. Những mặt hàng này thì em khai thác tự nhiên, bây giờ em không biết mặt bông cô chú anh chị. Thì về nhà cô chú anh chị muốn để zin chơi cũng được, mà nếu mà muốn những cái mặt bông cô chú anh chị thích á, cô chú anh chị có thể ghép vô nha. Đế nói chung là thiếu một mặt nha. Nói chung thiếu không phải là tại vì nó cắm xuống dưới, còn bên này là nó nở ra. Đó. Cốt cành thì đóng vậy là đủ chơi rồi. Đó, giờ em sẽ đo thông số cho cô chú anh chị xem. Hoành. Hoành em đo vị trí này của nó là được 39 nha cô chú anh chị. Ngang của đế là chắc được 40 quá. Ngang của đế của nó em đo hở thước dây chút là được 44. Chiều cao của nó hiện tại giờ là 1m08. Đường kính bầu hiện tại giờ là đang 60 nha cô chú. Đường kính bầu là 60, cái này cô chú anh chị vô chậu 60 nha. Cốt cành đóng cũng rất là đẹp. Cây này thì em không biết mặt bông, tại em khai thác tự nhiên á. Thì trong mùa dịch này thì em cũng không dám lên số lượng nhiều. Thì bán em thì chốt cây thì chẳng hạn như anh em nào thì có gọi cho em xin địa chỉ lại. Và em sẽ hỏi thăm tình hình xem cái nơi đó xem nó có bị dạng như là em có giao được hay là không. Những cái mặt hàng này thì em bán giá cũng rất là phải chăng, giá mùa Covid nha cô chú anh chị. Nếu em sưu tầm giá rẻ được thì em về nhà em cũng bán lại cái giá rẻ cho cô chú anh chị. Rồi cây này là cây số 1 của ngày hôm nay. Em xin bản phép giao lưu giá bà con cô bác là 4 triệu. Em bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại em 0912256200. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được cô chú anh chị ủng hộ em nha. Giờ em sẽ bước qua cây số 2. Dạ rồi cây này là cây số 2 của ngày hôm nay. Một cây mai lùng lực nha cô chú anh chị. Dài đế của nó mặt bên đó rất là nở nha. Em sẽ xoay một vòng tròn cho cô chú anh chị xem. Cây này thì dấu hiệu của nó đang lên sầu nha cô chú anh chị. Dấu hiệu đang lên sầu. Những mặt hàng này thì em cũng đã cắt gọt lại sạch sẽ và em đã bôi keo nhật vô rồi. Cây rất là đẹp, dấu hiệu của nó đang lên sầu. Lùng lực nha cô chú anh chị. Đó, mặt này là mặt tiền của nó nè. Em sẽ đo vị trí từng nơi cho cô chú anh chị xem hoành lớn nhỏ thế nào nha. Em đo ở đây là ngang cổ đế nè. Ngang cổ đế của nó là 44 nha cô chú anh chị. Còn eo của nó trên này là được 41. Chiều cao của nó hiện tại giờ được là 60. Đường kính bầu hiện tại giờ của nó là 57. Đó, em sẽ xoay vòng tròn lại cho cô chú anh chị xem. Cây này như nó già, cây nó lên những cái cục cũng rất là hay nha. Đó, nè, em sẽ quay gần lại cho cô chú anh chị xem những cái đoạn này của nó nè. Đó. Nè, cô chú anh chị nhìn thấy nó đang cũng đang gồ ghề ra, da đế bên này nở rất đẹp nha. Còn mặt bên này thì nó hơi chống đế nha cô chú anh chị. Nó có đế mà nó cắm xuống dưới. Đó. Thấy không? Còn quay lại vị trí cũ đi em. Ngày hôm nay thì chỉ có hai vợ chồng mới quay à. Rồi, cây này là cây số 2 của ngày hôm nay, một cây mai lùng lực nha cô chú anh chị. Cây mai lùng lực, em xin bản phép giao lưu giá bà con cô bác là 5 triệu, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại em 0912256200. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị. Những mặt hàng này thì em khi mà cô chú anh chị xem mà ưng bụng cây nào, cây 1, cây 2 cô chú anh chị cứ gọi em, giá đưa ra là bao ship toàn quốc Việt Nam. Nhờ hai cây này thì em không có bao bông được nha cô chú anh chị, tại em khai thác tự nhiên. Đó, nếu cô chú anh chị xem clip bên em thấy hay, cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho bên con nha. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người trong clip ngày mai ạ.